Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3, sách Cánh Diều, bài 6, bài đọc 2, bận. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Bận, trời thu bận xanh, sông Hồng bận chảy, cái xe bận chạy, lịch bận tính ngày. Con chim bận bay, cái hoa bận đỏ, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm lửa. Cô bận cấy lúa, chú bận đánh thù, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu. Còn con bận bú, bận ngủ, bận chơi, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng. Mọi người đều bận, nên đời rộn vui, con vừa ra đời, biết chăng điều đó, mà đem vui nhỏ, góp vào đời chung. Tác giả Trinh Đường. Chú thích và giải nghĩa: sông Hồng là sông lớn nhất miền Bắc nước ta. Vào mùa có nghĩa là bước vào thời gian gieo hạt, cấy lúa hoặc là gặt hái. Đánh thù có nghĩa là đánh giặc, bảo vệ đất nước. Chú bận đánh thù. Phần đọc hiểu: dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. 1. Mỗi vật nêu ở khổ thơ 1 bận việc gì? Rồi các em bấm tạm dừng video và suy nghĩ trả lời. Trong khổ thơ 1 này, mỗi vật được nêu ở đây là bận việc gì? À, trời thu bận xanh. Trời thì bận xanh. Sông Hồng bận chảy. Sông thì bận chảy. Cái xe bận chạy. À, xe thì bận chạy. Lịch bận tính ngày. Con chim bận bay. Chim thì bận bay. Cái hoa bận đỏ. À, hoa thì bận đỏ. Cờ bận vẫy gió. Chữ bận thành thơ. Hạt bận vào mùa. Than thì bận làm lửa. Than bận làm ra lửa. Rồi như vậy là các em tham khảo câu trả lời số 1. Trời thì bận xanh. Sông bận chảy. Xe bận chạy. Lịch bận tính ngày. Chim thì bận bay. Hoa bận đỏ, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa. 2. Mỗi người nêu ở khổ thơ 2 bận việc gì? Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng xem lại khổ thơ 2. Và cho biết là mỗi người được nêu trong khổ thơ này bận việc gì. Các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ trả lời nha. À, cô thì bận cấy lúa này. Chú thì bận đánh thù, tức là bận đánh giặc. Mẹ thì bận hát ru cho em ngủ. Còn con thì bận bú, tức là em nhỏ thì bận bú, bận ngủ, bận chơi, rồi bận tập khóc, bận tập cười, bận nhìn ánh sáng. Rồi như vậy là các em có thể tham khảo câu trả lời số 2. Cô thì bận cấy lúa, chú bận đánh thù, mẹ bận hát ru,
Bè thì bận thổi nấu, bé bận bú, bận ngủ, bận chơi, rồi bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng. Câu hỏi số 3. Em hiểu câu thơ mọi người đều bận, lên đời rộn vui như thế nào? Chọn ý em thích. A. Mọi người đều bận để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi người đều bận nhưng vui vì làm những việc có ích. C. Mọi người đều bận nên cuộc sống rất nhộn nhịp. Rồi, trong ba ý này, ý nào cũng đúng. Các em chọn một ý mà em thích nha. Ví dụ, các em chọn ý B. Mọi người đều bận nhưng vui vì làm những việc có ích. Câu hỏi số 4. Mẹ nhắn nhủ em bé điều gì? Rồi, các em đọc kỹ khổ thơ cuối cùng. Các em bấm tạm dừng video và suy nghĩ câu hỏi. Mẹ nhắn nhủ em bé điều gì? Mọi người đều bận nên đời rộn vui. Con vừa ra đời biết chăng điều đó mà đem vui nhỏ góp vào đời chung. À, mẹ nhắn nhủ bé là mọi vật, mọi người trong cuộc sống đều làm những việc có ích, dù là việc đó rất nhỏ nhưng góp lại thành một niềm vui chung của cuộc đời. Bé có hiểu chăng điều đó? Bé cũng đang bận ngủ, bận khóc, bận cười. Như vậy là bé cũng góp một niềm vui nhỏ bé của mình vào niềm vui chung của cuộc đời. Rồi tiếp theo là các em học thuộc lòng 14 dòng thơ đầu. Tiếp theo các em sang phần luyện tập. Một, xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Ở đây chúng ta có hai nhóm từ. Nhóm từ hiểu theo nghĩa bận và nhóm từ hiểu theo là nghĩa là nhàn. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi trước hết là từ tất bật. Theo em tất bật là bận hay là nhàn? À, tất bật là bận. Nhàn hạ có nghĩa là nhàn. Nhàn rỗi tức là nhàn. Bận bịu tức là bận. Rảnh rỗi tức là nhàn. Bận rộn tức là bận. Hai, đặt câu với một từ trong bài tập trên. Mẫu, ngày mùa ở nông thôn, nhà nào cũng bận rộn. Rồi theo mẫu, các em có thể đặt câu với từ bận rộn. Cuối năm, nhà nào cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Rồi hoặc là các em đặt câu với từ tất bật. Mẹ đi chợ về lại tất bật ra đồng gặt lúa. Tức là mẹ rất là bận, đúng không? Hoặc là các em đặt câu với từ rảnh rỗi. Lúc rảnh rỗi, tôi thường dạy em học bài. Hoặc là lúc rảnh rỗi tôi thường tập vẽ. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần sách Xích Phát tiếng Việt lớp 3 sách Cánh Diều. Xin chào và chúc các em học tốt.